Sáng ngày 23 tháng 6, ông Lê Văn Thiều, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau 5 ngày điều trị tích cực hiện sức khỏe của hai bé trong vụ 4 người trong gia đình bị sát hại đã tương đối ổn định và có tiến triển tốt. Đối với bé Lê Hồng Như Y, 6 tuổi, do thương tích nhẹ hơn nên sau mấy ngày điều trị hiện đã tỉnh táo. Còn bé Lê Hồng Châu Nờ, 4 tuổi, do bị tổn thương khá nặng một số cơ quan nội tạng nên vẫn còn phải tiếp tục thở oxy. Các bé đã tỉnh táo và đang hồi phục khá tốt, đang được các y bác sĩ theo dõi chặt chẽ và tích cực

Trước đó, như đã thông tin, lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 6, nghi phạm Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê xã nghiện Sóng, thành phố Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay là xã nghiện Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã xông vào nhà anh Lê Hồng Tài, 45 tuổi, và chị Phạm Thị Phương, 42 tuổi, đâm chém hàng chục nhát dao, khiến hai vợ chồng anh Tài tử vong. Nghi phạm Thuyết cũng đâm nhiều nhát vào người hai cháu Lê Hồng Như Y và Lê Hồng Châu Nở, con trai của anh Tài và chị Phương, khiến hai cháu bị thương nặng tại cơ quan công an nghi phạm lê tỉnh thuyết khai đã theo gia đình chuyển vào tỉnh bà rịa vũng tàu từ nhỏ bản thân không mâu thuẫn trực tiếp với gia đình anh tài nguyên nhân từ mâu thuẫn thừa đất gia đình anh tài đang ở vốn xuất phát từ thời ông nội của gia đình thuyết để lại theo lời khai của thuyết thừa đất gia đình anh tài đang ở vốn thuộc thừa kế của ông nội thuyết giao lại cho người chú bố anh tài tuy nhiên bố anh tài sau đó không làm thủ tục trả đất cho bà nội thuyết khi bà nội thuyết còn sống bà luôn chăn trở phải đòi lại đất về cho gia đình nghi phạm thuyết khai ngày trước tôi đã có lời thề với bà nội tôi rồi việc này ngày sau con sẽ quyết tâm báo thù cho nội đã qua mấy chục năm rồi bà nội tôi mất anh tôi mất luôn cuộc sống tôi chỉ còn lại một mình đơn phương độc mã sống khổ sở nên tôi không muốn sống nữa tôi mới về đây thượng tá ngô văn đức phó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi thông tin do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến thủ hận không được thừa kế mảnh đất thuyết ra tay sát hại gia đình em họ dù trước đó không có mâu thuẫn trực tiếp Thượng tá Đức cho biết, suốt 20 năm qua, gia đình Thuyết chưa bao giờ có đơn gửi cơ quan chức năng về việc tranh chấp thừa kế giữa Thuyết và gia đình nạn nhân, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố lời khai của nghi phạm Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, kẻ ra tay sát hại vợ chồng anh Lê Hồng Tài, 50 tuổi, chú thôn Tê, xã Nghĩa Sóng, thành phố Quảng Ngãi, khiến hai con của nạn nhân trọng thương. Tại cơ quan điều tra, Thuyết khai, nguyên nhân sát hại cả gia đình em họ xuất phát từ thù hận tranh chấp đất đai. Theo đó, từ nhỏ Thuyết nghe bà nội kể có mảnh đất tại thôn 4 xã Nghĩa Sóng giao lại cho người chú, bố của anh Tài, tuy nhiên người này sau đó không làm thủ tục trả lại đất. Thuyết nói, tôi đã từng nói lời thề với bà nội rằng ngày sau sẽ báo thủ, đáng ra tôi quyết tâm trị tội cha của Tài. Ngày 18 tháng 6, thuyết từ bà Rịa Vũng Tàu về quê nhà ở Quảng Ngãi khoảng 700 km, sau đó lẻn vào vườn nhà anh Tài chờ thời cơ trả thù. Sáng hôm sau 19 tháng 6, khi chủ nhà thức dậy, thuyết đâm vợ chồng anh Tài và hai con gái. Vợ chồng anh Tài tử vong, hai cháu nhỏ bị thương nặng may mắn được cứu chữa kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch thượng tá ngô văn đức phó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi thông tin do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến thủ hận không được thừa kế mảnh đất thuyết ra tay sát hại gia đình em họ dù trước đó không có mâu thuẫn trực tiếp Thượng tá Đức cũng cho biết, suốt 20 năm qua chưa bao giờ có đơn gửi cơ quan chức năng về việc tranh chấp thừa kế dự thuyết và gia đình nạn nhân. Nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định. Sáng ngày 22 tháng 6, sau 4 ngày, hai bé trong vụ cả gia đình bị sát hại được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiều cho biết, đến thời điểm này, tình hình thương tích của hai bé LHNI sinh năm 2018 và LHCN sinh năm 2020 đã tương đối ổn định và có tiến triển tốt. Cụ thể, đối với bé LHNI sinh năm 2018, do thương tích nhẹ hơn nên sau mấy ngày điều trị hiện đã tỉnh táo. Còn đối với bé em là LHCN sinh năm 2020 do thương tích nặng hơn và đặc biệt bị tổn thương khá nặng một số cơ quan nội tạng nên vẫn còn phải tiếp tục thở oxy. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiểu báo tin vui, tinh thần bé LHCN sinh năm 2020 đã tỉnh táo và đang hồi phục khá tốt, đang được các y bác sĩ theo dõi chặt chẽ và tích cực chăm sóc. Như đã thông tin, vào khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 6, cả gia đình 4 người gồm vợ chồng anh LHT sinh năm 1974 và chị PTP sinh năm 1982, cùng hai con nhỏ là bé LHNI 6 tuổi và LHCN 4 tuổi đã bị khung thủ ra tay sát hại. Theo đó, vợ chồng anh LHT và chị PTP đã bị giết chết tại chỗ, còn hai bé LHNI 6 tuổi và LHCN 4 tuổi bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ giết người kinh hoàng nêu trên, cơ quan chức năng đã điều tra xác định và bắt được nghi phạm là Lê Đình Thuyết, sinh năm 1967, quê quán xã Nghĩa Sóng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú và ở hiện nay là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghi phạm là anh em họ với nạn nhân, đối tượng khai việc xuống tay sát hại cả gia đình anh LHT là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Vào chiều ngày 19 tháng 6, sau khi nhận được thông tin, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến Bệnh viện Đa Khoa thăm sức khỏe hai bé. Tại đây, người đứng đầu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tập trung, nỗ lực để cứu chữa, sớm phục hồi sức khỏe cho hai bé. Đại ủy An phân công nhiệm vụ cho công an và dân quân có mặt, người giúp đỡ nạn nhân, người truy vết tìm hung thủ, đồng thời báo cáo vụ án cho lãnh đạo công an thành phố Quảng Ngãi tăng cường lực lượng hỗ trợ. Trước cùng ngày, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến viên tang. Sau lời động viên gia đình và trao đổi hướng dẫn chăm sóc cháu y và nợ, bà Vân đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cơ sở đã kịp thời có mặt bắt nhanh kẻ gây án kể với bí thư tỉnh ủy, đại ủy An bảo lúc truy vết phát hiện thuyết lẩn trốn ngoài vườn nhà anh Tê, anh An phân công 5 cán bộ công an xã và 4 cán bộ công an xã bán chuyên trách chia làm hai mũi vừa vây giáp vừa vận động tuyên truyền. Đại ủy An kể, lúc đó có anh em hình sự thành phố dày dặn kinh nghiệm vận động hung thủ bỏ dao xuống, nhưng thuyết vẫn cầm dao, tự làm hại bản thân mình và có những lời lẽ mất kiểm soát tôi nhận định hung thủ manh động để lâu sẽ nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt nên lúc thuyết mất cảnh giác hạ tay xuống tôi lao từ phía sau đến ôm chặt khống chế thuyết anh an kể lúc đó không nghĩ nhiều đến sự nguy hiểm của bản thân chỉ nghĩ phải khống chế hung thủ sớm nhất tránh rủi ro cho mọi người nghe kể lại hành động của đại ủy an bảo quỳnh vân bí thư tỉnh ủy quảng ngãi gửi lời động viên khen ngợi sự mưu trí dũng cảm và mong công an cơ sở tiếp tục là chỗ dựa tin tưởng của người dân khi nào có nguy hiểm người dân lập tức liên hệ như vụ án này sự xuất hiện của công an thôn xã là rất kịp thời bà vân nói tôi mong anh em luôn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người công an nhân dân sự gắn bó mật thiết quân dân ở cơ sở có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an ninh trật tự Chiều ngày 19 tháng 6, người dân ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ thảm án hai vợ chồng bị sát hại. Bà Trương Thị Ngọc Quỳnh, hàng xóm nói. Tôi chỉ xem những vụ án này trên TV, không ngờ lại xảy ra với hàng xóm của mình. Vợ anh Tê bị sát hại rất hiền, chưa từng to tiếng với hàng xóm. Mười năm nay, không thấy tranh chấp đất đai hay cãi vã gì. Theo người dân địa phương, anh Lê Hồng Tê, 45 tuổi và chị Phạm Thị Phở, 42 tuổi, sinh sống trong căn nhà và mảnh vườn xảy ra vụ án mạng từ rất lâu. Trước kia còn có cha mẹ anh Tê sống cùng. Cách đây 3 năm, mẹ anh Tê qua đời. Năm 2023, cha anh Tê cũng mất gia đình anh Tê được hàng xóm đánh giá rất hiền lành. Có người lớn lên từ bé với anh Tê cũng nói chưa từng thấy anh cãi nhau với ai bao giờ. Hàng ngày anh Tê lên trung tâm thành phố Quảng Ngãi sửa xe máy tại một cửa hàng ở đường Quang Trung. Chị P ở nhà làm nông và nuôi hai đứa con nhỏ mới sáu tuổi và bốn tuổi. Hay tin công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra nghi phạm gây ra vụ thảm án là anh em chú bác ruột với anh Tê và nguyên nhân thảm sát cả gia đình để trả thù vì mâu thuẫn đất đai. Người dân trong khu vực vẫn không tin, bởi cả chục năm qua chưa từng thấy có vụ cãi vã nào giữa gia đình anh Tê với họ hàng hay bất kỳ ai. Anh Tuấn hàng xóm nói, thật khó tin. Mâu thuẫn đất đai nếu có thì từ đời nào rồi, chứ cả chục năm qua, gia đình anh Tê sống bình yên lắm. Tôi ở đối diện nhà anh Tê, chưa từng nghe cãi nhau vì đất đai. Theo ghi nhận, khu vườn nhà anh Tê rất rộng. Người dân cho biết trước đây khu vườn còn rộng hơn, nhưng sau này đã chia cho nhiều người thân trong gia đình. Xung quanh họ hàng sống với nhau rất vui vẻ. Nghi phạm Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú và chỗ ở hiện tại tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Có quan hệ chú bác ruột với anh Tê nên bà con quanh xóm không biết. Một số người lớn tuổi chỉ nhớ ông Thuyết từng sinh sống gần đó nhưng đã rời quê từ rất lâu, cũng không thấy trở về làng. Vì thế không ai hiểu vì sao giờ lại có chuyện tranh chấp đất đai, mâu thuẫn lớn tới mức ra tay giết cả nhà anh Tê Ông Nguyễn Tấn Hải hàng xóm nói: "Tôi chẳng biết mâu thuẫn từ đâu ra, nhưng có thì cũng là máu mủ sao lại ra tay tàn độc đến vậy. Vụ án ập xuống mà chẳng ai hình dung lại xảy ra ở vùng quê này."